Chào mừng các học sinh quay trở lại với kênh Thành đô Vlog. Nếu đây là lần đầu tiên các em đến với kênh Thành đô Vlog thì vui lòng ủng hộ kênh Thành đô Vlog bằng cách nhấn vào nút đăng ký và bấm chuông để nhận được những video mới nhất. Rồi bây giờ mời các em mở sách và bài tập. Tiếng Việt lớp 3 tuần 28 trang 47. Bài chính tả. Bài tập số 1, điền l hoặc n vào chỗ trống. Ở đây các em có thể bấm tạm dừng video và các em làm trước cho tí nháp. Sau khi làm xong các em bấm tiếp tục và so sánh xem là mình làm có đúng hay không nha. Và các em đừng quên là comment ở bên dưới video là em đúng hay là em sai cho thầy giáo biết nha. Và cụ thể đây chúng ta sẽ hoàn thành bài tập này như sau. Một thiếu niên ghi cương ngựa trước cửa hàng cơm. Chàng nai nịt gọn gàng đầu đội mũ đen, cỏ quấn một cái khăn lụa trắng thắt lỏng mối bỏ rủ sau lưng con ngựa của chàng sắc nâu sẫm dáng nhỏ thon trời lạnh buốt căm căm mà mình nó ướt đẫm mồ hôi. Đủ đoán biết, chủ, nó từ xa, từ xa lại. Rồi tiếp theo mời các em sang bài tập số 2. đặt dấu hỏi hoặc dấu ngã trên những chữ in đậm. Hạng A tráng, đẹp người thật. 18 đây là 18 tuổi như vậy các em đặt dấu, đặt dấu hỏi. Ngực nở vòng cung. Ở đây các em cũng đặt dấu hỏi. Da đỏ như lim. Rồi, ở đây các em đặt dấu hỏi. Bắp tay, bắp chân rắn như chắc cụ, vóc cao, vai rộng, người đứng, người đứng thẳng. Các em đặt dấu hỏi. Người đứng thẳng như cái cột đá trời trồng. Nhưng phải nhìn a tráng cày ruộng mới thấy hết vẻ em đặt dấu hỏi đẹp của của em đặt dấu hỏi anh trông anh hùng dũng rồi chỗ này em đặt dấu ngã như một chàng hiệp sĩ em đặt dấu ngã đeo cung ra trận rồi cụ thể thì chúng ta hoàn thành bài tập số 2 là như sau hạng a trắng đẹp người thật 18 tuổi ngực nở vòng cung da đỏ như lim, bắp tay bắp chân rắn chắc như gụ, vóc cao vai rộng, người đứng thẳng, như cái cột đá trời trồng. Nhưng phải nhìn A Tráng cày ruộng mới thấy hết vẻ đẹp của anh. Trông anh hùng dũng như một chàng, hiệp sĩ đeo cung ra trận. Đó như vậy là video hôm nay xin được kết thúc ở đây. Cảm ơn các em đã dành thời gian để theo dõi video. Đừng quên ủng hộ kênh Thành Đô Vlog bằng cách nhấn vào nút đăng ký và bấm chuông để nhận được những video mới nhất. Và xin chào và hẹn gặp lại các em trong các video kế tiếp. Chúc các em học tốt.